Xin chào mọi người, mình là Tuyết, 28 tuổi, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Còn đây là con gái mình, con tên là Huyền My, hiện tại con được 4 tháng tuổi. Thì lúc con được hơn 1 tháng tuổi thì con có xuất hiện tình trạng đó là rôm sảy mẩn ngứa ở vùng cổ và vùng lưng. Do là thời tiết ở miền Bắc của mình rất là nắng nóng, cộng với là mình ủ cái ổ con là hơi kỹ. Thì mới đầu thì con xuất hiện những mụn đỏ li ti ở vùng cổ. Và vùng cổ, vùng nếp gốc cổ này, sau đó là vùng lưng, mụn đỏ càng ngày con càng dày nhiều hơn. Con rất là ngứa ngáy và khó chịu. Thì mình được các bà, các mẹ mách đó là sử dụng các loại lá tắm dành cho con. Thì mình cũng có ra chợ, mình sử dụng đó, mình có mua cho con là cái mướp đắng và lá canh giới cho con. Thì mình cũng có về, mình sử dụng được cho con khoảng 3-4 ngày. Thì mình thấy là tình trạng của con thì càng cải thiện rất là chậm đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là các loại lá đấy thì mình không trồng được, thế nên là mua ở chợ mình cũng rất là lo lắng là có tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật đấy. Cái thứ ba nữa là cái các loại lá này thì phần lớn là con phần lớn là phải giã, phải xay và lọc lấy nước, mà chỉ có hai mẹ con chăm nhau là chính, nên rất là tốn rất là nhiều thời gian. Thế mình đã quyết định là mình lên mạng tìm hiểu thêm là xem có một loại là loại tắm nào có thể thay thế các loại lá hay không và mang có tính chất điều trị bệnh. Thì hôm đó thì vô tình mình lên mạng ấy, thì mình thấy là có một bài chia sẻ về cách chăm sóc bé của một bác sĩ ở bệnh viện sản nhi, nói về điều cách chăm sóc bé về trong mùa hè này. Và bác có nói về cái dòng sản phẩm đó là bột pha nước tắm chem Nhân Hưng. Thì mới đầu thì mình cũng không quan tâm lắm, sau đó mình lên các hội nhóm thì mình thấy các mẹ review với sản phẩm này rất là tốt. Thì mình mới quyết định là mình để lại số điện thoại ở trên trang web của phía công ty. Thì vài tiếng sau thì đã có các bạn dược sĩ, các bạn gọi điện lại rồi. Các bạn tư vấn rất là nhiệt tình về các bệnh lý, về bệnh lý của con đang mắc phải, cũng như là cách chăm sóc bé trong mùa hè này. Thì điều làm cho mình đã quyết định là mình đặt thử một hộp về sử dụng cho con. Đây là sản phẩm này các bạn này, đây là bột tắm Nhân Hưng này. Đó, điều làm cho mình yên tâm ấy thì thứ nhất đó là cái sản phẩm này thì có bán tại tất cả các hiệu thuốc trên toàn quốc đấy, và các bạn chứ không có những sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Cái thứ hai nữa là cái này có thành phần đó là cái Becquerin. Mình được biết là trong đây sản phẩm này có thành phần là Becquerin, nó là cái kháng sinh tự nhiên, thì nó có kháng viêm, kháng khuẩn, làm sạch da rất là tốt đó. Thì cảm nhận đầu tiên ấy, khi mình mình được nhận sản phẩm thì ngay ngày hôm sau mình đã nhận được sản phẩm rồi. Thì cảm nhận đầu tiên khi mình nhận được sản phẩm này đó là cái mẫu mã rất là đẹp, các bạn có thể nhìn thấy cái màu xanh trắng rất là bắt mắt, mẫu mã rất là đẹp. Thế quy cách đóng gói đó là 30 gói trên một hộp. Đây mình thấy là trong đây là có những các dạng gói này các bạn, gói nhỏ này đó, dạng gói nhỏ đây. Các bạn có thể là rất là tiện sử dụng, có thể mang đi đâu rất là dễ dàng chứ không phải chai lọ lịch kỉnh đó. Thì mình khi mình sử dụng ấy, mình thấy là rất là dễ dàng, các bạn chỉ cần hòa trực tiếp với nước ấm là có thể sử dụng cho con luôn được rồi. Như mình thì mình sử dụng ngày vệ sinh ngày 2 lần, là mỗi lần một gói, và tắm cho con là 2 gói một lần đó. Thì mình thấy là khi pha ra nước ấy thì nó có màu xanh nhẹ tự nhiên của thảo mộc và có mùi thơm của tinh chất mùi đấy, thì mình thấy rất là hay. Trộm vía là sử dụng trong con mình sử dụng khoảng 3-4 ngày ấy, thì tình trạng rôm sẩy và cái tình trạng hăm ấy của vùng mông của con ấy thì đã hết rồi, hết hoàn toàn. Thì mình cũng rất là bất ngờ về cái dòng về cái công dụng của sản phẩm đó. Thì mình đã quyết định là sử dụng cho bé nhà mình xuyên suốt trong mùa hè này. Thì thường là các bạn có thể trực tiếp ra nhà thuốc, các bạn hỏi mua, hoặc là các bạn có thể để lại số điện thoại trên trực tiếp trong web phía công ty, thì sẽ có các bạn dược sĩ, các bạn sẽ trực tiếp đến tư vấn cho các bạn mình. Thì mình cũng muốn review một chút về cái dòng sản phẩm này. Thì cũng rất là mong là các mẹ có tình trạng của con bị rôm sảy mẩn ngứa hay tình trạng hăm cá thì các mẹ cũng có thể yên tâm, và đây là một trong những cái sản phẩm bán để cho các mẹ để tham khảo. Mình rất là cảm ơn sản phẩm bột tắm chem Nhân Hưng.